Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện sóng to gió lớn, tàu chìm cách đất liền hơn 10 km, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, 12 trên 13 thuyền viên gặp nạn trên tàu Hành Công 999 tại khu vực biển Vũng Áng, Sơn Dương, Hà Tĩnh đã được cứu sống đưa vào bờ an toàn. Đây là một chiến công lớn của các lực lượng chức năng. Thưa quý vị, thưa bạn, lúc này là 2 giờ sáng, tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã mang 12 thuyền viên gặp nạn trên biển cập cảng Hòn La. Sau nhiều nỗ lực, đến 6 giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát biển của tàu 3005 cùng các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh, Quảng Bình đã đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ. Trong số 12 thuyền viên bị nạn, có 4 thuyền viên bị thương nhẹ. Sau khi được chăm sóc y tế tại trạm biên phòng cảng Hòn La, nhiều thuyền viên trên tàu Thành Công 999 vẫn chưa hết bàng hoàng. Tàu tôi vào đến gần khu neo cảng Sơn Dương là lúc ý nó khoảng hơn 10 giờ sáng. Thì trong nguyên nhân là tôi thấy là tình trạng sóng gió rất to. Tôi thấy sóng gió rất to, tôi thấy không khả năng điều động được tàu, tàu cứ quay ngang, không điều động theo ý của tôi được. Tàu nó quay ngang nó vả, dẫn đến hàng bị xô và nghiêng tàu. Tôi thấy càng ngày càng nghiêng rất nhiều. Lúc đó là tàu nó nghiêng khoảng 35 độ đến 40 độ. Thì tôi bảo là anh em rời tàu, thì tôi là người chỉ huy cho anh em xuống trước hết. Tôi là người rời tàu cuối cùng. Khi tôi xuống tôi kiểm tra thì tôi thấy anh em đã dưới biển hết, đủ 13 con người. Và trong quá trình anh em trôi dạt trên biển thì chúng tôi đã liên đới được mấy tổ lại với nhau. Còn có 3 thuyền viên là đi đơn lẻ. Lúc mà nhảy xuống ấy thì cơ hội sống sót anh em thì vẫn có hy vọng. Nhưng mà sau tầm 2-3 tiếng hồ thì nó cứ dạt theo hướng đông nam. Thì nó cứ dạt vào qua ngang ngọn chim cách chỗ chìm tàu ấy. Khoảng tầm 6-7 hải lý gì đấy. Thì bọn em lúc ấy sóng to quá thì cơ hội sống sót của bọn em là xác định là ôm phao giữ sát thôi. Thì còn người thì chắc là sống thì không còn cơ hội. Thời điểm tàu Thành Công 999 gặp nạn, gió tại khu vực biển Vũng Áng, Sơn Dương mạnh cấp 8, cấp 9. Nhưng nhiều tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong đó phải kể đến sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát biển trên tàu 3005. Khi đã tiếp cận và đã nhìn thấy được người bị nạn, nhưng mà để khi mà điều động tàu mà tiếp cận được, đấy, xong đó là ném phao tròn để cho người bị nạn người ta nắm được phao tròn, là xong đó là dìu người bị nạn kéo vào mạn tàu để đưa lên tàu. Thì trong quá trình đó thì sóng to gió lớn giật, thành ra là quá trình tiếp cận là rất khó khăn đấy, phải tiếp cận đi tiếp cận lại thì 1 đến 2 lần thì lúc đấy là mới tiếp cận được. Đến nay, thuyền viên mất tích được xác định là anh Nguyễn Thành Định, 21 tuổi, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong sáng nay, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.